Phải đáng nhiêu? Em đoán là 70. Chuẩn bị chơi giây phút. Ăn con này cái đã. Được vậy. Giây phút trận trời nhất. Một biết phải đáng nhiêu, phải đáng nhiêu. Em đoán 70. Còn hai 100. Em đoán 50. Người chiến thắng đó chính là thằng nó chạy là hay giết. Vậy đi. Em leo hồi nãy người giống tướng công ta ơi, giờ ta sẽ ăn nút người.